Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay trong chương trình Mindfulness Grade 2, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 12, Unit 12. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 54 và trang sách số 55 để chúng ta có thể bắt đầu với Lesson 1 các con ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, Listen, Point and Repeat, Color. This is the letter Y. The letter Y makes the Y sound. Yo-yo. Yellow. Yacht. Rồi, ba từ mới mà ngày hôm nay chúng ta học được. Đầu tiên, ở đây là một cái đồ chơi rất là quen thuộc với các con nè. Cái này gọi là yo-yo. Và bây giờ chúng ta xem thử là yo-yo ở trong tiếng Anh được đọc như thế nào các con ha. Yo-yo. Yo-yo. Tiếp theo là một cái màu vàng. Cái này là màu vàng. Và màu vàng ở trong tiếng Anh được đọc là yellow. Yellow. Và cuối cùng ở đây là một cái du thuyền. Và cái du thuyền ở trong tiếng Anh được đọc là yacht. Yacht. Bây giờ chúng ta listen, point and repeat. Y. Yeah. Y. Yeah. Y. Yeah. Y. Yeah. Yo-yo. 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 Yellow. 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 Yacht. 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 Rồi đến phần now color. Phần này thì các con tự làm nha. Look and listen. Phần này các con hãy lấy giấy viết ra và chúng ta viết theo các con ha. Yeah. Yeah. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, Listen and Point. Trong bức tranh này thì các con thấy là có hai bạn nhỏ đúng không nào? Và trên tay của mỗi bạn là cầm một cái đồ chơi của mình. Đối với bạn nam thì trên tay bạn ấy cầm một cái yo-yo. Và đối với bạn nữ thì trên tay bạn ấy cầm một cái yacht. Bây giờ chúng ta xem thử hai bạn nhỏ nói cái gì các con ha. Yes, I have a yo-yo. Yes, it is yellow. Ừ, mình có một cái yo-yo. Đúng rồi, nó màu vàng. Yes, I have a yo-yo. Yes, it is yellow. Yes, I have a yacht. Yes, it is yellow. Ừ, mình có một cái du thuyền. Đúng rồi, nó màu vàng. Yes, I have a yacht. Yes, it is yellow. Bây giờ các con hãy listen and point nha. Yes, I have a yo-yo. Yes, it is yellow. Yes, I have a yo-yo. Yes, it is yellow. Yes, I have a yacht. Yes, it is yellow. Yes, I have a yacht. Yes, it is yellow. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần now color. Vậy là có hai vật chúng ta cần tô màu, đó là cái yo-yo và cái yacht. Bây giờ các con có thể tự làm nha, phần này các con nha. Chúng ta đến phần tiếp theo, đó là chant and show. Phần này thì các con hãy đứng lên và chúng ta sẵn sàng để hát theo các con ha. Yeah, yo-yo, yeah, yeah, yeah. Yo-yo, yo-yo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yellow, yeah, yeah, yeah.
yacht. Y y y yacht. Yacht. Y y y. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 56 của các con. Nên các con hãy lật sang trang 56 để chúng ta bắt đầu các con nha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4, listen, read along. I have a yo-yo. It is yellow. Nó màu vàng. I have a yacht. Tôi có một cái du thuyền. It is yellow too. Nó cũng có màu vàng luôn. I like my yellow yo-yo and my yellow yacht. Tôi thích cái yo-yo màu vàng và cái du thuyền màu vàng của tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen with along nha. I have a yo-yo. It is yellow. I have a yacht. It is yellow too. I like my yellow yo-yo and my yellow yacht. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần 5, song. Các con hãy đứng lên và sẵn sàng để nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo đến bài học cuối cùng của unit 12, đó là lesson 3. Và lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 57 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 57 để chúng ta có thể bắt đầu các con ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Find and color the YY letters. Có nghĩa là mình sẽ tìm những cái chữ cái Y in hoa và Y thường, sau đó chúng ta tô màu chúng. Kiểu bài này thì chúng ta làm rất là nhiều lần rồi đúng không nè? Nên là các con có thể tự làm ở nhà. Tuy nhiên cô Paula sẽ làm mẫu ở đây để các con có thể làm theo luôn các con ha. Rồi, vậy là chúng ta thấy cái hình này là hình gì rồi đúng không nè? Đây là một cái hình của một cái du thuyền đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đến phần số 7 các con nha. Ở bên này thì đây là một cái hũ da ua. Và bây giờ chúng ta xem thử da ua ở trong tiếng Anh được đọc như thế nào các con nha. Yogurt. Yogurt. Rồi, bây giờ các con hãy listen, point and repeat ha. Yogurt. 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 Yacht. Yo-yo. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 12 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôm lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha.
Y. Y. Yo-yo. Yo-yo. Yellow. Yellow. Yacht. Yacht. Yogurt. Yogurt. Window. W. Window. Box. X. Box. Watch. W. Watch. Yacht. Y. Yacht. Taxi. X. Taxi. Yo-yo. Y. Yo-yo. Yellow. Y. Yellow. Well. W. Well. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 12 rồi. Cảm ơn các con rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong bài học ngày hôm nay. Cô Bella chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật thật là giỏi, nghe lời ba mẹ, ông bà, và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau các con nha. Tạm biệt các con. Bye bye.